Hoàng Huy xin gửi lời chào đến với tất cả các bạn khán giả của Báo Thanh Niên và rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Vừa rồi chúng ta đã được theo dõi những hình ảnh về hai nhân vật sẽ cùng trò chuyện với tất cả các bạn khán giả của Báo Thanh Niên. Đó chính là chị Mé cũng như là anh Hứa Vĩ Văn. Chúng ta sẽ cùng chào đón hai vị khách mời này đến với phim trường của Báo Thanh Niên các bạn nha. Xin được gửi lời chào đến chị Mé, xin được gửi lời chào đến anh Hứa Vĩ Văn. Cảm ơn hai anh chị ngày hôm nay đã đến đây và chia sẻ những điều rất thú vị về Em Là Của Em, một bộ phim mà được các bạn khán giả đang rất là quan tâm trong thời gian gần đây. Bây giờ thì chắc là hai anh chị sẽ gửi lời chào trước đến với tất cả các bạn khán giả của Báo Thanh Niên nhé. Dạ, em xin mời ạ. Maya xin gửi lời chào tới tất cả quý vị đang theo dõi chương trình giao lưu. Dạ, ok, đó là lời chào của chị Maya. Còn anh Huy Văn thì sao? Xin chào Quang Huy và lời chào đến cả nhà. Xin chào Quang Huy. Dạ. Không sao, tại vì mọi người biết không, tại vì chị mình mới lần đầu tiên đến với chương trình nên là chị mình cũng hơi bối rối một tí. Hồi nói chị mình quen à, em nói chị nghe là trong chương trình này á là nó có đặc sản là thử thách chị. Có nghĩa là chị đi giao lưu nhiều nơi em cũng biết rồi, nhưng mà vấn đề ở chỗ là ở Báo Thanh Niên thì có rất là nhiều thử thách, mà có nhiều thử thách rất là khó. Đó cho nên chị phải chuẩn bị tâm lý nha. Dạ, nói trước để có gì hồi nữa chị bước qua cho nó dễ dàng chứ không sao, nhiều khi bị sốc. Chị cũng nói luôn là chị sẽ thua là. Nhưng mà dù sao nữa thì phải có một điều muốn nói là gặp lại chị Maya thì chị Maya vẫn xinh đẹp và tươi tắn như ngày nào. Đây là một cái bí quyết em nghĩ rằng là có rất nhiều bạn rất là quan tâm, chắc là tại vì luôn luôn tích cực trong suy nghĩ và năng lượng của mình thì cũng tràn đầy cho nên là mới có vẻ ngoài tươi tắn như vậy chứ hả? À đúng rồi em. Chị thì chị nghĩ là mình cứ luôn luôn lạc quan ấy thì mọi sự sẽ luôn vui vẻ thôi. Rồi em đồng ý. Rồi còn hôm nay thì là lần thứ hai Huy được gặp anh Hứa Vĩ Văn tại một chương trình của Báo Thanh Niên, và cũng rất là vui khi chuẩn bị tới đây sẽ được nghe những câu chuyện về Em Là Của Em, bộ phim mà anh Hứa Vĩ Văn cũng có cái phần diễn xuất trong đó tạo nên sự thành công của Em Là Của Em. Bây giờ cái điều trước hết là em nhờ hai anh chị sẽ lấy điện thoại của mình ra để mà mình share cái livestream này dành cho các bạn khán giả để theo dõi chương trình, để các bạn có thể dễ dàng đặt những cái câu hỏi hoặc là những cái comment. Và các bạn ơi, các bạn cũng nhớ là hãy share thật là nhiều về livestream này để cho tất cả các bạn khán giả, những người bạn của mình có thể dễ dàng tiếp cận cũng như là đặt những câu hỏi dành cho anh Hứa Vĩ Văn cũng như chị Mia các bạn nha. Hai anh chị có để điện thoại đây không? Không thì nhờ mấy bạn ở ngoài hỗ trợ giùm nha. Sẽ share giùm cho anh. Và các bạn thân mến, chương trình của chúng ta hiện tại đang được phát trực tiếp tại fanpage của Báo Thanh Niên cũng như là địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube I Hate TV. Một lần nữa tôi cũng hơi nhắc lại là các bạn hãy tiếp tục đặt những cái câu hỏi hay là những cái comment ở phía dưới phần livestream này, và các bạn cũng đừng quên là đặt ra những thử thách những thử thách dành cho hai vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là Maya và Hứa Vĩ Văn. Các bạn nhớ nha. Bây giờ thì mình sẽ hỏi ngay điều đầu tiên, chia sẻ về vai diễn của mình trong Em Là Của Em và lý do tại sao hai anh chị lại nhận lời tham gia vào dự án điện ảnh này. Dạ, ai trước? Anh Văn trước đi. Thực ra thì có một cái mối duyên với nhà sản xuất Lý Minh Thắng, có nghĩa là trước đó Lý Minh Thắng đã mời Vĩ Văn tham gia hai dự án rồi, nhưng mà vô một số cái trục trặc gì đó không có thực hiện được hai dự án đó. Thì đến cái dự án thứ ba này thì Lý Minh Thắng làm sản xuất thì mới bảo là thôi anh Văn giờ tham gia dự án này của em đi. Coi như là một cái cơ duyên cuối cùng để mà trực dục hai cái dự án trước. Thì cũng biết đây là dự án Lê Thiện Viễn làm đạo diễn, thì mới đọc được kịch bản thì Vĩ Văn cũng vân vân, không có đồng ý. Tại sao vậy? Không đồng ý bởi vì mình cảm thấy cái kịch bản mình đọc mình chưa cảm được cái nhân vật. Sau đó thì Văn có góp ý với lại bên nhà sản xuất và đạo diễn, nó là cái nhân vật này đang thiếu gì đó, có thể thay đổi được không. Nếu mà thay đổi được thì Văn sẽ nhận lời. Thì sau đó thì nhà sản xuất đã cố gắng cùng với vị đội ngũ biên kịch để chỉnh sửa lại nhân vật cho nó sâu sắc hơn để thuyết phục Văn tham gia. Thì mình cũng hơi khó tính một chút. Ra là cũng nhiêu khê cho ekip dữ lắm. Văn mới nhận lời tham gia cái vai diễn này. Dạ, rồi vai diễn của anh ở trong Em Là Của Em thì chia sẻ chút xíu, bật mấy chút xíu thôi về cái điều đặc biệt của vai diễn đó đi. Cái vai diễn nhân vật tên là Khoa thì đây là một cái nhân vật mà nó nói chung là khi mình nhìn một con người về bề ngoài mình không đánh giá được cái con người đó tốt hay xấu. Đó là cái mà cái điều như cái người này muốn nói lên, cái câu chuyện muốn nói lên. Thì ở ngoài xã hội chúng ta cũng vậy, nếu như chúng ta chỉ nhìn cái bề ngoài một người mà đánh giá thì cũng không đúng. Mình phải tìm hiểu, và trong tình cảm cũng vậy, mình cũng phải
xem xét coi có hợp tính với nhau hay không, quan điểm có cùng với nhau hay không, thì cái nhân vật Khoa này nó thể hiện cái điều đó trong xã hội. Thì Vĩ Văn mong muốn là thông qua cái bộ phim này, cái câu chuyện này, cái nhân vật này và cái tình cảm này á, thì Văn mong muốn là tất cả chị em phụ nữ khi mà chọn một người bạn trai hay là chồng của mình tương lai á, hãy xem xét nhiều khía cạnh, tính cách này nọ mọi thứ thì mới mang lại được. À, đó là vai diễn cũng rất là đặc biệt của anh Huy Văn nha. Bây giờ thì anh Văn đã chia sẻ xong rồi, bây giờ tới chị Mea. Vai diễn lần này của chị Mea thì có điều gì đặc biệt ạ? Trước tiên ý, thì chị cũng muốn nói rằng bởi vì là cũng phải tới gần 3 năm rồi, chị không có đóng phim điện ảnh. Thành thử ra là sau khi mà chị cũng có một số kịch bản mời chị, nhưng mà chị đã quyết định lựa chọn vai diễn Quỳnh Anh, của đạo diễn Lê Thiện Viễn, là bởi vì chị cảm thấy rằng là chị thích cái sự năng động, trẻ trung, hồn nhiên và rất là thoải mái của cô gái này. Chị muốn nó có giống chị ngoài không? Nó cũng có giống đó. Giống là chị thấy giống nhất là ở cái điểm là bị ế đấy. Chị đã cứng quá luôn á. Thông báo là vẫn còn ế. Chương trình của chúng ta nhìn là livestream giao lưu phim mà chứ không phải chương trình thì bạn bốn phương à. Rồi. Ấy là cái vai diễn đó là dễ thương nè, có ế nè, có chút xíu hồn nhiên đúng không? Rồi còn điều gì đặc biệt nữa không? Và lý do tại sao thì chị lại nhận lời mời từ nhà sản xuất cũng như là đạo diễn? Thật ra đây là một cái vai diễn rất là thú vị, bởi vì là bình thường ấy mình ở ngoài đời mình cũng không bao giờ được lái máy bay cả. Đó, cho nên là bộ phim này ấy thì về sau cuối cùng lại mình lại là yêu một cậu em của bạn thân của em trai mình. Một người bạn thân của em trai của mình. Ủa vậy chị nói như vậy có nghĩa là chị cũng có sở thích là lái máy bay hay sao? Không, chị không hề có sở thích đấy. Nhưng mà chị mới vừa nói tức là anh Văn nói chung, nghe nè. Nhưng mà nói chung là cũng là một sự trải nghiệm đấy. Nên là trong phim này chị cảm thấy rất là thú vị. Giờ sau khi mà trải nghiệm xong mà chị có nghĩ là mình có nên trải nghiệm thực tế ngoài đời sống không? Chị cũng chưa nghĩ đến đâu, thôi cứ để tùy duyên. Ok, cảm ơn chị Mea. Các bạn nãy giờ nghe hai anh chị chia sẻ thì có nói là chị Mea dễ thương quá, rồi cũng để lại những cái comment ở phía dưới là chào anh Hứa Vĩ Văn, chào chị Mea. Và các bạn cũng là lâu lắm rồi mới thấy chị Mea xuất hiện cùng với mỗi chương trình giao lưu như thế này. Bởi vì khó lắm mới mời được chị Mea chứ không phải chuyện dễ nha các bạn. Các bạn phải đặt câu hỏi nhiều nhiều vô nha, các bạn nhớ đó. Bây giờ thì mình tiếp tục với một câu hỏi đi. Trong phim thì chắc chắn sẽ có những cái phân đoạn quay nó sẽ khó. Vậy thì nếu mà mình nhắc về một cái phân đoạn quay mà khó nhất thì hai anh chị sẽ nhớ đến đó là cái cảnh quay nào? Chị thì phân đoạn mà chị cảm thấy khó nhất đó là cái phân đoạn mà khi mà Hoàng khi mà Quỳnh Anh đã phát hiện ra là Jessica Hoàng Anh chính là Hoàng đấy. Cái phân đoạn mà xảy ra cái xô xát với cả anh Khoa ở trong cái bữa tiệc mà anh Khoa đã cầu hôn Quỳnh Anh đó. Thì cái phân đoạn đấy là cái phân đoạn mà chuyển giao cái tâm lý rất là nặng. Là khi đó là Quỳnh Anh phát hiện ra đây chính là Hoàng, và cô ấy không khỏi bỡ ngỡ và cũng như là bất ngờ và cũng như là bị hụt hẫng rất nhiều về cái mặt tâm lý, bởi vì gần như là cô ấy đã tin tưởng Jessica Hoàng Anh rồi và đã coi Jessica Hoàng Anh là người thân của mình rồi, một người bạn thân. Thế mà bây giờ thì hóa ra đấy, bao nhiêu ngày tháng vừa qua hai người con gái đến để chơi với nhau, và đến bây giờ thì hóa ra đấy chính là Hoàng. Và cô ấy càng không ngờ hơn nữa là chính là Hoàng là yêu cô ấy, và cô ấy cho rằng đây là cái sự sai trái. Hoàng, cậu thích tôi là cậu sai rồi đó. Thế và cô ấy cũng vừa thương cậu này mà vừa giận cậu này, bởi vì cậu đang làm cái gì vậy? Tại sao cậu lại biến mình thành như thế này? Cảm thấy đây thật sự là một cái trò rất là lố bịch. Và lúc đấy thì Hoàng Anh nói chung là Quỳnh Anh vừa tức giận nhưng mà cũng vừa thương cho cậu này. Thì cái phân cảnh đấy đã phải lấy rất là nhiều cảm xúc. Và thậm chí là cả đoàn quay trong cái buổi đêm đó, nhưng mà cả đoàn thì cũng không ai gây ra cái tiếng động gì cả để cho Mea lấy đủ tâm lý. Thì
Cũng nói chung là cũng khá mất cũng khá nhiều thời gian để mà có được cái tâm lý để quay được cái cảnh quay đó. Đó là cảnh quay khó khăn nhất đối với chị Mia cũng như là có một phần nào đó hỗ trợ từ phía ekip nữa. Vậy thì còn đối với anh Hứa Vi Văn thì sao? Cảnh quay nào là khó khăn nhất đối với anh? Nếu mà nói về cảnh quay khó khăn nhất á thì anh cũng lấy cái phân đoạn này luôn. Là phân đoạn anh cùng với phân đoạn của Mia vừa kể luôn, nhưng mà cái phân đoạn của anh, khía cạnh của anh đó là anh là cái người chủ sĩ tổ chức được bữa tiệc đó, thì hôm đó quay là gần hơn 100 quần chúng mà quay đến gần đến sáng luôn. Quay nguyên một đêm dài thì rất là mệt mỏi, vừa phải handle diễn viên rồi vừa phải tập trung cái tâm lý. Thì cái cảnh quay đó thì ngoài cái cảnh mà Maya tâm lý nặng đó ra thì bản thân anh á thì cũng có một cái khó là anh phải đánh lộn với lại của Kiwi. Hai người đánh lộn với nhau, với lại trở mặt nhau ngay cái bữa tiệc luôn. Tại hôm đó là cái ngày cảnh cầu hôn, thì cái vai của Kiwi thì ghen thì mới lật mặt anh lại, thì hai anh em đánh lộn với nhau. Thì có một cái may mắn là bản thân anh với Huy đã từng hợp tác với nhau 5 phim rồi. Nên là hai anh em đã bàn bạc với nhau là sẽ thỏa như này, sẽ diễn như này, đánh như này. Thì hai anh em cũng khá là hợp ý nhau. Nhưng mà trong cái quá trình mà quay, khi mà đánh té thì Huy cũng vô tình thôi đè chúng cái chân, nó đè chúng cái người anh. Thì lúc đó sau khoảng vài ngày thì anh bị bầm ngay cái phần body của anh, mình bị đau đó. Nhưng mà tại mình không có biết được, nên cái mình nhập tâm quá, mình bị đau, hai bơm sang mới đau. Thì cái khó của phân đoạn đó thì ngoài cái diễn xuất là lúc đó anh đã bị lật mặt rồi, rồi đủ thứ chuyện, rồi đánh lộn rồi. Thì anh cảm thấy trong cái khó, nhưng mà cái hay, cái là may mắn là cái bạn diễn của mình nó cũng phối hợp rất là nhịp nhàng, mọi thứ nhịp nhàng với nhau, nên là anh cảm thấy cũng hy vọng là cái đoạn đó sẽ là cái đoạn đặc biệt của phim. Nghe anh Hứa Vi Văn với lại chị Mia chia sẻ về phân đoạn vừa rồi, chắc là các bạn cũng sẽ cảm thấy đâu đó sự tò mò, mấy bạn cũng sẽ phải ra rạp để mà xem Em Là Của Em, để xem coi là phân đoạn đó chị Mia, Ngô Kiến Huy cũng như là Hứa Vi Văn đã xuất thần như thế nào để tạo nên cái phân đoạn tuyệt vời như vậy. Hồi nãy lúc mà hai anh chị đang nói á, thì có một vài bạn để lại cái comment, có một bạn đưa ra cái thử thách diễn lại một cảnh tâm đắc nhất của hai anh chị với nhau đó. Mấy cảnh tâm đắc là có mấy cảnh hung nhau không ta? Em không biết thì em đang muốn hỏi. Không, cái này câu hỏi rất là gây thơ của em nha, chứ em không có cố tình cho mọi người. Em không cố tình cho mọi người. Nhưng mà ý là có một phân đoạn nào anh chị cảm thấy tâm đắc nhất thì hãy diễn là một đoạn dành cho mấy bạn. Bây giờ sao nhớ được ra? Tự nhiên bây giờ mất nhiều thời gian để ngồi nghĩ đó, để nhớ. Toàn là ăn uống rồi đi vui vẻ rồi ở bên nhau như là cặp tình nhân hết đó. Tâm đắc nhất là cái đoạn nào đó? Cái đoạn nào mà có thể chắc là đoạn chia tay anh nhở? Đoạn chia tay đi cũng được, vui lắm mọi người. Thôi đoạn chia tay đó cũng hơi khó nha. Nhưng mà khó lắm, mà thoại dài lắm. Đoạn đó thực ra cái vai cũng khó, vai của Maya cũng khó luôn. Cái nghĩa là cái đoạn cuối là anh cũng say xỉn lắm, anh cũng bá dơ lắm. Rồi nói chung là không diễn lại được đâu, khó lắm. Khó lắm. Vậy là bây giờ một phân cảnh nào kìa, bắt buộc phải có một đoạn diễn lại chung với nhau. Đây là thử thách mấy bạn đưa ra. Đấy hả? Trời ơi, khó vậy. Trời ơi, em nói chị nghe từ đầu rồi là thử thách rất khó. Chị phải chuẩn bị tâm lý sẵn đi. Diễn viên hết nhập vai rồi. Không nhớ thoại luôn, thoại rất bây giờ, là dài. Nhớ ý thôi cũng được, để mà thoại lại cho mấy bạn, để mấy bạn tăng thêm cái sự tò mò, bạn ra đạp xem phim nữa. Phải say sorry kêu mọi người chắc hy vọng. Ý thì mẹ nhắc thôi, là mẹ rất là ấn tượng với cái vai của anh Văn, là lúc đó là mẹ đến mẹ chia tay anh ấy, bởi vì sau khi mình đã nhận ra rằng là mình thực sự là nhìn vẻ bề ngoài ấy thì có vẻ hợp đấy, nhưng mà hóa ra là bên trong thì thực sự là cũng không đồng điệu, và anh ấy thì lại muốn mình ở một cái khía cạnh gì đấy nó hoàn hảo quá, và anh ấy cũng bị hoàn hảo quá so với mình, thành thử ra là không hợp, và em quyết định là chia tay. Thế nhưng mà lúc đấy là đã cầu hôn rồi, mọi thứ đã như thế rồi, thì bây giờ anh ấy không cho chia tay, anh ấy bảo là không được chia tay. Muốn gì thì muốn, đại loại cũng phải cưới xong đã. Cưới xong rồi ly dị. Cưới xong rồi thì ly dị. Trời ơi. Thật sự là một con người nghe người gia trưởng. Gia trưởng quá, và là quá là cái tôi nó quá cao. Thành thử đó. Trời ơi, cưới xong rồi chia tay cũng được, trời ơi. Em ngu gì, em dại gì anh. Mà thực ra khi anh đóng cái vai này, anh cảm thấy anh rất là thích, bởi vì anh có thể mang một cái nhìn nhận, một cái góc, một tiếng nói cho phụ nữ nhìn thấy được khi chọn đàn ông á. Thực ra
Văn cũng không đồng ý và tất cả người bạn bè xung quanh phụ nữ mình nó lấy những người đàn ông quá gia trưởng. Đúng đó, trời ơi, gia trưởng khổ lắm á. Dạ, à, em xin lỗi các anh. Ok, nói chung là thử thách này thì hai anh chị cũng có một cái lời gợi mở đối với tất cả các bạn khán giả. Nếu được các bạn hãy ra rạp xem phim để xem coi là mình tâm đắc cái cảnh nào, và nếu bữa sau có gặp lại thì kêu hai anh chị diễn lại cái cảnh đó. Ý mong muốn của hai anh chị là như vậy nha mấy bạn ha. Thôi mình cũng hiểu mà, cái gì nó cũng hay. Ok, bây giờ mình có một cái câu hỏi nữa dành cho chị Maya. Hồi nãy thì lúc mà lướt những cái comment á, thì Huy có hỏi, Huy có thấy là mấy bạn có đặt ra câu hỏi rằng là không biết là trong phim này thì có những cái cảnh nóng bỏng hay không. Tại vì là sau cái bộ phim điện ảnh V3 là một bộ phim mà mọi người cũng thấy rằng là có những cái điều rất đặc biệt về cái vai diễn của chị Mia với những cái cảnh nóng bỏng rồi. Vậy thì không biết là sau cái vai diễn đó thì có phản ứng gì từ gia đình để lần này khi mà tham gia Em Là Của Em thì nó có một cái sự đặc biệt như thế hay là nó sẽ là một cái hình ảnh khác của Mia? Thật ra thì Mia được gia đình rất là hậu thuẫn và ủng hộ tất cả cho cái sự nghiệp của mình ấy. Cho nên là gia đình thì không có ai làm nghệ thuật cả, có mỗi mình Mia thôi. Nhưng mà họ đều rất là ủng hộ hết cỡ. Và bởi vì mình đã làm nghệ thuật rồi thì tất cả mọi thứ đây đều là nghệ thuật. Chứ không có cái sự gì mà... lố bịch gì cả. Thành thử ra có những cái vai diễn mà Mia cũng không ngại cái sự nóng bỏng, bởi vì cái nhân vật ấy nó cần phải như thế, cái cuộc sống ấy nó cần phải như thế. Thế còn ở bộ phim này thì đây là bộ phim rất là vui vẻ thôi, và hài hước, vui vẻ, tình cảm. Và nói chung là cái cảnh mà nóng bỏng nhất chắc là cái cảnh mà Hoàng vô tình nhìn thấy Quỳnh Anh thay cái áo thôi, chứ không có gì, nhìn thấy có mỗi tấm lưng à. Dạ, đó là cảnh nóng bỏng nhất phim. Nóng bỏng nhất phim. Dạ, rồi, đó chính là câu hỏi của mấy bạn và chị Mia cũng đã chia sẻ với các bạn rồi nhé. Nãy giờ thì mình cũng đã hỏi về vai diễn của chị Mia cũng như anh Hứa Vĩ Văn. Bây giờ hôm nay có một người không có mặt ở đây, đó là nhân vật Hoàng, Ngô Kiến Huy. Giờ mình hỏi chút xíu về nhân vật đó đi. Hai anh chị chia sẻ luôn cho tất cả các bạn. Đấy là hôm nay anh Ngô Kiến Huy không có sắp xếp được thời gian để mà giao lưu cùng với lại chương trình của chúng ta. Thì mình cũng có hai người bạn cùng diễn chung. Thì không biết là nhân vật của anh Ngô Kiến Huy ở trong phim này thì tính cách như thế nào, và chị Mia với anh Huy Văn nhận xét là thấy anh Ngô Kiến Huy giả gái thì bao nhiêu phần trăm là giống con gái, là đẹp hay không, kiểu vậy. Vai diễn Hoàng là một vai rất là dễ thương. Một cậu thanh niên rất là sao ta, cũng có một cái số phận cũng khá là xui, bởi vì là chỉ được đóng vai các vai quần chúng thôi đấy, mà đặc biệt là những vai xác chết. Nhưng mà cậu ấy rất là vui vẻ và cũng rất là chịu khó đi làm đó. Thế và có một cái sự rất là ngây thơ, mối tình cũng rất là ngây thơ khi mà yêu một bà chị hơn mình chục tuổi. Và thích như thế, cũng thích như thế phải đến chục năm ấy. Đấy, cứ thế thôi. Rất là, nói chung là cuộc đời đầy màu hồng đi. Đó. Thế và sau khi mà Ngô Kiến Huy giả gái thì thực sự mẹ đã rất là bất ngờ. Bởi vì chết rồi, thế này xinh hơn cả mình rồi. À vậy hả? Ngô Kiến Huy giả gái rất là xinh, và trong phim thì nói chung là hình ảnh rất là sạch sẽ. Nó không có bị gọi là không bị lố, không bị quá. Đồng ý. Đó là chia sẻ của chị Mia. Còn anh Huy Văn thì anh thấy như thế nào về vai diễn của anh Ngô Kiến Huy? Nếu mà nói về Ngô Kiến Huy thì Vĩ Văn muốn chia sẻ thêm về Ngô Kiến Huy, đó là giữa Văn và Ngô Kiến Huy thì biết nhau hơn mười mấy năm rồi. Thì Vĩ Văn cũng muốn chia sẻ về Ngô Kiến Huy thế này đến khán giả, là Huy là một cái người thanh niên mà rất là cần cù, rất là siêng năng trong tất cả những cái dự án làm, rất là nghiêm túc. Bởi vì Vĩ Văn cũng cảm thấy là mong muốn mọi người, tất cả các bạn trẻ hãy nhìn Ngô Kiến Huy để học hỏi. Bởi vì Huy có thể đi đường dài, có thể làm được nhiều thứ, bởi vì Huy là một người rất là biết mình làm gì, và luôn luôn cố gắng và luôn luôn cần cù siêng năng. Và trong cái vai bộ phim này, thực ra vai của Huy rất là khó. Mình có thể xem mình thấy nó đơn giản là thôi, thực ra rất là cực khổ. 90%, 80% là vai diễn Huy là vai giả gái. Thì lúc mà trên trường quay thì Huy phải hóa trang một ngày đến mấy tiếng đồng hồ, rồi xong mặc đồ phụ nữ, rồi ăn uống cũng như vậy, rất là cực cho cái vai diễn đó. Nhưng mà không phải riêng dự án này không, mà tất cả những dự án mà Văn đã từng hợp tác với Huy thì Văn thấy Huy là người rất là siêng năng, lễ phép, và
dễ thương. Vĩ Văn cảm thấy là nếu như các bạn trẻ vào nghề cứ nhìn một cái nguy học hỏi là sẽ đạt thành công. Và qua lời chia sẻ của anh Vĩ Văn thì mới biết thêm về những cái sự cố gắng cần cù của anh Ngô Kiến Huy. Cảm ơn anh Văn rất là nhiều. Và nếu anh Huy nghe được những đoạn này, anh Huy cũng cảm thấy rất là vui khi mà có một người và đồng nghiệp cũng đã hiểu và chia sẻ với mình như thế. Lúc mà nãy giờ mình nhắc tới cái tên Ngô Kiến Huy thì các bạn có những cái thử thách liên quan tới cái tên Ngô Kiến Huy rồi đó, hai chị chuẩn bị đi nha. Chúc nay em sẽ bật mí, nhưng mà ở đây các bạn cũng muốn hỏi rằng là không biết là trên phim trường thì anh Ngô Kiến Huy với hai anh chị có tật xấu gì ha, kể nghe cho mọi người vui với. Tật xấu của ai? Tật xấu của Ngô Kiến Huy trước. Đó, hồi nay em sẽ gọi cho Ngô Kiến Huy mà hỏi tật xấu của hai anh chị. Đó, vậy nó mới fair. Xấu Ngô Kiến Huy là gì nhở? Ham ăn. Ham ăn hả? Ủa anh Văn, em thấy anh đi đời nào cũng có người ham ăn hết trơn. Tức là tiền trăng món anh cũng kể một lần cũng có người ham ăn. Anh ham ăn nhưng mà không bằng Ngô Kiến Huy đâu. Ham ăn sao anh? Kể nghe anh. Tức là anh ham ăn là kiểu ăn nhiều nhưng mà tự mình lo cho bản thân của mình. Còn Ngô Kiến Huy là cái gì cũng ăn hết. Và đến giờ cơm là phải đòi đàn phim, là đến giờ ăn là phải ăn. Ồ mà còn ăn heo thì cơ. Ăn heo thì? Giảm cân. Ủa là sao ta? Ham ăn mà miệng lúc nào cũng nói là mình đang giảm cân mình. Hiểu rồi. Ăn liên tục chứ không bao giờ, là kỳ lắm, nó không có đúng. Em hiểu rồi, ok. Còn gì nữa không chị Mai á? Ngoài ham ăn, ham uống. Bây giờ mình bỏ ra cái con đường thực phẩm này, mình lấy con đường khác, con đường ngủ nghỉ chẳng hạn, hay là con đường về cách làm việc, hay là cái lúc mà diễn chung với nhau thì có hay quên thoại hay gì không, kiểu vậy? Không. Ngoài ra cái cứng phi nào cũng tốt hết, chỉ có cái việc là nói chung là rất là hoàn hảo, ham ăn nhưng mà lúc mở miệng ra lúc nào cũng bảo là giảm cân hay là nghe trong buổi show cây họp báo cũng bảo là giảm cân cho vai diễn, thực ra đâu có giảm cân thì đâu, ăn quá thì ăn. Hay quá anh Ngô Kiến Huy ơi, trời ơi, nhờ anh Hứa Vĩ Văn với chị Mia mà mới biết luôn, mấy bạn khán giả mới biết là anh ham ăn vậy. Bây giờ có một thử thách dành cho hai anh chị, là gọi điện thoại cho Ngô Kiến Huy. Mà phải troll Ngô Kiến Huy nha. Lại tiếp tục là trôn đó, nó một cái điều gì đó anh gọi mẹ. Anh hay bể mắng lắm giờ. Chỉ có chị Maya thôi. Anh chị cũng không biết trôn cái gì hết. Thì bây giờ mình bàn kịch bản với nhau nè, hiểu không? Mình bàn, mình sẽ nói cái gì đó. Sau đó thì mình nói chuyện với lại Ngô Kiến Huy. Gạt ảnh. Vậy mình giả vờ Ngô Kiến Huy là ủa Huy, em đang ở đâu vậy? Chị đang ở quán cà phê Bunny của em này. Chị với anh Văn này đang ở đây này, em chạy ra đây đi. Rồi. Được không? Biết chôn gì giờ? Vậy đi. Nhưng mà ý là sau khi có mặt ở đó là kêu anh Ngô Kiến Huy tới, nhưng mà phải có thêm câu chuyện gì nữa. Ví dụ như là đang phải bàn một cái câu chuyện gì đó, hiểu không? Rất là gấp gáp kiểu vậy á. Rồi coi có ảnh xử lý cái tình huống đó như thế nào. Vậy là mày phải đưa một cái tình huống trong cái cuộc gọi điện thoại đó luôn. Và bây giờ là chị với anh Văn là đang đi sao ta? Đang đi up fan à? Trời ơi nhiều quá đây này, fan bây giờ phải đến 200 fan đang ở đây đây này. Bây giờ đông quá, quán em bây giờ đang không có chỗ để cho mọi người ngồi. Bây giờ em đến để giải quyết luôn đi. Được không? Cái đó cũng được. Còn cái nào khác nữa không ta? Cái nào táo bạo hơn chút ta? Em thấy nó chưa đủ áp phê lắm á. Em nói em đang có quán mình đi, nhưng mà cái quán đang bị quán bị làm sao đi ha? Làm sao bị cháy. Đang bị cháy. Đang bị cháy. Được đó. Anh thấy táo bạo đó. Chị gọi đi chị qua. Gọi hả? Gọi đi, bây giờ mình lấy điện thoại. Mấy bạn cho mình xin điện thoại của chị Mia đi. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi các bạn nha. Và hãy tiếp tục đặt ra những cái câu hỏi, là những cái comment ở phía dưới phần livestream này. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục tương tác cùng với hai vị khách mời. Rồi, sao mở loa chứ. Rồi, mở loa nha. Để sát sát lên. Chết rồi, tìm em bị cháy rồi. Giờ sao em tới gấp đi. Đừng có video call nha. Không. Mình mở loa lên là hả? Alo. Huy à? Chị em nghe. Em nghe. Chị Maya đây. Em ơi chị bảo này, em đang ở đâu đấy? Em đang ở nhà, chuẩn bị đi làm. Trời ơi, giờ này còn ở nhà cái gì nữa? Chị với anh Huy vừa mới đến quán của em để đi cà phê thì xong rồi bây giờ quán em đang cháy rồi kìa. Chạy đến đi xem như nào đi. Cháy hả chị? Ừ. Cháy rồi, chị thấy nó đang cháy ùm ùm rồi kìa. Ủa vậy hả? Vậy hả? Ôi trời ơi. Sao nhân viên của em không ai gọi cho em à? Dạ không có ai luôn. Chơi. Đổ cái bếp á. Bếp đổ rồi. Dạ, em đang phi, để em phi lại em coi nè. Em đến coi đi chứ sao chị thấy đang khói tùm lum lên trong cái mù mịt ý. Dạ. Nó bỏ thiệt đó.
tôn rồi, chút rồi ông gọi lại không nói chị. Tôi chết rồi. Dì ơi, em nghĩ là gọi lại liền đi. Ông đang, kiểu cái ông đang thay đồ xong ông bỏ ông chạy ra ngoài bây giờ. Trời ơi, hôm nay là chị bây giờ với nó bị băng là trời tới quá mọi người ơi. Ôi trời. Chị uống cà phê. Mình nhẹ nhàng đó nha. Thấy chưa em, chị diễn là diễn vậy đó. Em à. Dạ, tại vì em muốn kem coi camera mà. Trong camera đâu thấy gì đâu. Nói đùa thôi, chị với anh Văn đang đi quay giao lưu ở báo Thanh Niên ý. Thế là chương trình thử thách là bắt chị với anh Văn phải chôn em. Thì đó. Có sợ không? Ờ chứ. Nhưng mà nghe giọng em cũng biết không không thấy sợ lắm. Tại vì em phải là camera 47 mà. À thế ạ? Ừ à, đấy. Ủa em, sao hôm nay không đi quay được à? Dạ. Hôm nay không đi quay được à? Dạ sao chị? Hôm nay sao không đi quay được à? Thế à? Dạ. Ừ. Ừ thế thôi, mùng 5 mình gặp em nhá. À okay, ok. Nhưng mà khoan à, anh Ngô Kiếm Huy ơi, em chào anh, em là Quang Huy, người đang phỏng vấn trò chuyện cùng với anh Hứa Vi Văn với lại chị Mai. Anh nghe. Dạ dạ. Anh ơi, hồi nãy trong cái phần giao lưu với mọi người thì các bạn khán giả có hỏi rằng là anh Ngô Kiến Huy có tật xấu gì hay không, thì xong rồi có Hứa Vĩ Văn với lại chị Mây Gia mới nói là anh Ngô Kiến Huy vô đoàn tham ăn lắm, ăn hoài, ăn mãi, ăn không bao giờ ngừng đó, kiểu như vậy. Dạ. À dạ không có đâu, tại vì em ăn đồ ăn lên trên văn là chị Mây Gia. Dạ nhưng mà vấn đề đó. Dạ. Dạ nhưng mà em thì em rất là binh anh, tại vì em biết mà mình đâu có nghệ sĩ mà mình đâu có ăn nhiều vậy đúng không anh, tại vì mình phải giữ cái body của mình cho đẹp. Dạ nhưng mà anh ơi, ví dụ như bây giờ em hỏi chị, anh Văn với là chị Mai Gia có tật xấu gì anh kể cho em nghe được không anh? À dạ có. Dạ Văn trước nha, anh Văn là một shipper rất nổi tiếng, anh tập gym ok quá trời. Ảnh hồi xưa là ảnh là một soái ca gọi là tảng muối á, cái từ ngày có tăng tại trên đòn anh toàn nhiều đơn cho em á, nên bây giờ anh cũng đô, ảnh cũng nhiều muối nữa. Mọi người có thể coi ảnh có cái màn mà hay trên cái top y á, cái màn mà hay cỡ bụng ra cũng đẹp lắm à. Chị Mai Gia Huy ơi, cứ quán em trái thiệt nha, hôm qua đốt quá. Dạ nghệ sĩ rất là dễ thương, tại vì chị nó tới như cứ tặng em đồ nên thôi em thấu chị được. Trời ơi, thì ra là vậy. Như vậy là mình hiểu rồi đó. Không những tham ăn rồi còn tham của nữa nè. Ôi trời ơi. Okay. Ok. Cảm ơn Ngô Kiếm Huy rất là nhiều ạ. À. Rất okay. Là nhiều. Chúc em ngày mới tốt lành nha. Dạ. Ok. Dạ, xin được cảm ơn anh. Dạ, anh Văn nha. Ok, xin chào. Dạ. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi chúng ta đã gọi điện thoại được một cú lừa ngoạn mục với anh Ngô Kiếm Huy, nhưng thật sự là không ngoạn mục lắm, tại vì hồi nãy em cũng nghi trong đầu rồi. Ừ, người ta chủ quán người ta phải luôn check camera. Ừ. Chỉ cần chị nói xong cái là bật ra liền. Đâu thấy đâu ta là biết ngay là mình lừa rồi. Nhưng mà cái đoạn mà nói lại về cái câu chuyện anh Huy Văn kịch tính này chị ha. Ừ. Gymer rồi xong rồi bây giờ là tập luyện này kia kia nọ, xong rồi khi mọi người chờ đợi để xem coi là đợt này như thế nào. Cái này cũng là một cái đoạn intro phim rất là hay luôn á, để giới thiệu cho tất cả các bạn khán giả đang theo dõi chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn anh Ngô Kiến Huy rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục với những câu hỏi dành cho hai vị khách mời của chúng ta. Trong đây thì mình có một câu hỏi của một bạn khán giả đặt ra là một chàng phi công như thế nào thì sẽ cưa đổ được Maya, Hứa Vĩ Văn hay là Ngô Kiến Huy có phải là hình mẫu hay không? Đó, câu hỏi này dành cho chị Maya trả lời nè. À, một phi công mà để cưa được Maya chắc là phải là, mặc dù là tuổi phi công thôi nhưng mà tính cách thì phải tính cách thì phải tính cách thì phải máy bay ông già. Tính cách phải là daddy. Daddy đúng rồi. À, phải yêu thương chiều chuộng mấy ai. Ngô Kiến Huy với là Hứa Vĩ Văn có phải là hình mẫu đó không? Gộp lại hai người luôn. Yeah. Ừ, gộp lại hai người đó. À, sự trẻ trung và coi như là sự lịch lãm của quý ông. Rồi, đó chính là câu trả lời của chị Mia dành cho các bạn của chúng ta đó. Và bây giờ thì
Có một bạn nữa cũng đặt một câu hỏi cho chị Mia nhưng mà không có liên quan nhiều lắm đến đến phim, nhưng mà muốn hỏi riêng về cái cuộc sống và cái công việc của chị Mia. Thì mới đây là trong cái chương trình là Hãy Chọn Giá Đúng, sau ngừng phát sóng sau 17 năm khiến cho nhiều khán giả tiếc nuối, thì Mia từng là người mẫu trong chương trình này và chia sẻ chút xíu về kỷ niệm của chương trình này. Đúng rồi, hôm qua thì Mia cũng có đọc báo và có thấy là chương trình Hãy Chọn Giá Đúng là sẽ ngừng phát sóng. Và bản thân Mia cũng thấy rất là tiếc nuối, bởi vì là mặc dù đã lâu rồi thì Mia không còn là người mẫu trong chương trình nữa, nhưng mà mình vẫn biết được rằng là chương trình vẫn còn. Và khi mà chương trình vẫn còn thì mình vẫn hiểu rằng là đây là cái kỷ niệm của mình ngày xưa đấy. Đấy là một thời của mình. Ngày đó thì Mia cũng là một cô người mẫu, nói chung là cũng vô danh thôi. Hoạt động nói chung là ở Hà Nội và chỉ đơn giản là có chương trình thì đi diễn đó. Thế và cũng vô tình là trong một đêm diễn thì mẹ cũng được đài truyền hình nhăm nhe và tăm tia, nói chung là mời mẹ đến để làm người mẫu trong chương trình đó. Thì mẹ đã gắn bó cũng mấy năm. Thời đấy là mẹ cùng quay với cả hoa hậu biển Vũ Ngọc Diệp. Rồi cũng nhiều người mẫu khác. Chương trình đấy thật sự là rất là vui. Thời đấy đem lại rất là nhiều giải thưởng cho khán giả. Đấy, và mỗi một kỷ niệm quay thì là 2-3 ngày liền, nói chung là cứ ở trường quay từ sáng đến khuya. Đấy, quay tầm độ 9-10 số gì đấy. Thế và có những cái quãng thời gian được giao lưu cùng với các anh chị em biên tập viên như là chú Lại Văn Sâm này, rồi anh Chu Minh Vũ này, rồi anh Trần Quang Minh. Nói chung là nhiều lắm, nhiều các anh chị nổi tiếng ở đài truyền hình lắm. Và ngày đấy thì mẹ rất là thích và rất là ngưỡng mộ. Và sau này thì khi mà mình hoạt động ở cái lĩnh vực ca hát cũng như là phim ảnh thì mẹ cũng vẫn được gặp lại các anh chị. Và đấy là một kỷ niệm rất là vui. Và rõ ràng là bởi vì các bạn cũng yêu mến và theo dõi chị Mia từ những cái ngày đầu tiên, cho nên các bạn mới biết đến cái điều này và cũng rất là muốn được nghe chị chia sẻ nhiều hơn về cái khoảng thời gian gắn liền với Hãy Chọn Giá Đúng nha. Dù sao đi nữa thì với một chương trình với tuổi thọ như thế thì Huy nghĩ rằng đâu đó nó cũng đã để lại một cái kỷ niệm rất là lớn đối với tất cả quý vị khán giả, những người đã từng là một thanh xuân gắn liền với là Hãy Chọn Giá Đúng, đúng không ạ? Và trong đó cũng có cả Quang Huy nữa, ở nhà em cũng rất là hay coi chương trình đó. Bây giờ thì mình sẽ hỏi một điều nữa, cũng bước qua những cái ngày tháng đầu tiên của năm mới rồi, bây giờ nhìn lại, mình tạm gọi là một cái phép thử nhìn lại vào năm cũ 2020, thì hai anh chị thấy là mình đã có những cái sự đặc biệt, những cái sự thay đổi như thế nào, công việc của mình, về cuộc sống của mình ra sao, có thể chia sẻ thêm với tất cả các bạn khán giả. Anh Vân chia sẻ đi. Thực ra thì rõ ràng là năm 2020 rất là nhiều khó khăn với tất cả mọi người, về kinh tế, về mọi ngành nghề, nhất là ngay cả phim ảnh cũng rất là khó. Nhưng mà Vy Văn cảm thấy mình cũng mãn nguyện chỗ là chúng ta không bỏ cuộc, chúng ta luôn phấn đấu, luôn luôn cố gắng để có thể đi xuyên qua nó và để đạt được những cái điều mà chúng ta làm được. Thì Mỹ Văn cảm thấy vui bởi vì mình đã cố gắng chứ không có bỏ cuộc, cũng không có gặp thất bại là chúng ta, hay là khó khăn là chúng ta cũng thấy như là không cố gắng nữa. Nhưng mà chúng ta đã cố gắng và dám thử thách đương đầu với nó. Bằng chứng là trong cái thời buổi phim ảnh, rạp hát, rạp phim là rất là khó khăn, thì Mỹ Văn có một bộ phim đã mang đến rạp và đã kéo khán giả đến rạp, và giúp cho rạp phim có thể phát triển trở lại, giúp cho một phần nào đó phim ảnh có thể quay trở lại và khán giả đến với rạp phim. Thì đó là cái điều Văn cảm thấy mình tâm đắc nhất trong 2020, là mình đã cố gắng. Và Văn hy vọng là khán giả sẽ nhìn nhận cái điều cố gắng này của tất cả mọi người trong ekip cũng như là bản thân Mỹ Văn. Và Văn mong muốn là tất cả mọi ngành nghề đều phát triển tốt đẹp và mang đến một cuộc sống nó sẽ phồn vinh hơn và nhiều cái thành công hơn. Xin được cảm ơn anh Hứa Vĩ Văn. Còn đối với chị Mia thì như thế nào? Đối với chị thì năm 2020 thì thực sự là cũng rất là khó khăn. Bởi vì là chị thật ra trước cái thời điểm chị quay phim Em Là Của Em ấy, thì chị cũng bị mắc kẹt ở bên Mỹ nữa. Thành thực ra là mất rất nhiều thời gian mình cũng không về được. Và cũng mãi về sau thì mới lo được những cái chuyến bay giải cứu đấy, để về và chuẩn bị cho cái bộ phim. Thành thực ra là quay phim xong thì cũng vẫn còn dịch, thì nói chung là cũng cứ vậy thôi.
Nhưng mà thực sự ra thì năm vừa rồi là một năm như những gì mà chúng ta thấy là khó khăn. Tuy nhiên thì đối với ngành điện ảnh, chúng ta thấy rằng là đối với các ekip, các nhà sản xuất, các nhà phát hành phim vẫn luôn rất là cố gắng để kéo khán giả quay trở lại rạp, để chúng ta có thể đến được những cái giây phút giải trí tuyệt vời nhất, thăng hoa nhất với những cái sản phẩm mà họ đã đầu tư rất là chỉnh chu và nghiêm túc. Và Huy cũng hy vọng rằng là với năm mới này 2021 thì Em Là Của Em cũng sẽ là một bộ phim được các bạn khán giả yêu mến và lựa chọn ra rạp để có thể xem và cùng tận hưởng những cái phút giây thăng hoa của cả ekip cũng như là những người, những diễn viên trong chính cái bộ phim này. Và trong đó thì có anh Hứa Vi Văn và chị Maya của chúng ta. Mình nói chút xíu về dự án ngoài Em Là Của Em thì không biết là sắp tới đây thì dự án của hai anh chị sẽ là gì, có thể bật mí cho tất cả các bạn khán giả có thể theo dõi được không? Vi Văn nghĩ là chúng ta đã trải qua một năm 2020 khó khăn rồi, thì bước qua 2021 thì chúng ta hãy đón nhận những nụ cười, những cái vui tươi thoải mái. Thì cái đầu tiên của bộ phim trong năm của năm 2021 là Em Là Của Em sẽ mang đến cho tất cả mọi người cái tinh thần sảng khoái, vui vẻ để chúng ta bắt đầu công việc mới. Thì hy vọng khán giả sẽ ra rạp ủng hộ bộ phim vào ngày 8 tháng 1 này nha. Còn đối với chị Maya? Maya thì Maya nghĩ rằng 2020 là năm con chuột, người ta nói là năm của dịch bệnh và đến năm năm 2021 là năm của con trâu lại tha hồ mà đi cày. Vậy thì mẹ cũng nghĩ rằng là sang đến năm 2021 thì mọi người cũng sẽ làm việc nhiều hơn nữa, sẽ có thêm nhiều cơ hội thuận lợi hơn nữa để chúng ta có thể cày lại đi để làm việc lại tích cực hơn nữa và chăm chỉ. Và Mea thì cũng sẵn sàng đón nhận tất cả những cái dự án hoạt động của Mea. Con trâu đi cày. Nhưng mà chị Mea, bây giờ để khép lại chương trình đó, nếu như mà em có một cái yêu cầu là chị Mea hát một cái đoạn bài hát nào đó của chị dành tặng cho mọi người thì có được không? Cũng được, nhưng mà chị thật ra chị hôm nay chị đang viêm họng. Vậy hả? Bây giờ có cách nào không? Chút xíu thôi dành tặng cho mọi người, tại vì các bạn khán giả cũng đã đồng hành với mình từ đầu chương trình đến bây giờ. Một món quà để cảm ơn mọi người đã ngồi đây và lắng nghe chúng ta trò chuyện, chia sẻ chứ. Trong chương trình đúng là thử thách nhiều thật. Chỗ bắt gọi điện này rồi. Chị yên tâm rằng là khi chị hát xong thì phải có một cái gì đó của anh Văn nữa, chứ không phải chỉ mình chị không. Mà đâu có thể nào mà một người làm được, chị hiểu không? Chị yên tâm, ở đây công bằng. Bài gì ta? Bài gì? Anh Văn cũng chuẩn bị một bài đi nha. Một bài nào đó. Một bài nào đó. Một bài. Một bài nào đó nhẹ nhàng gần gũi mọi người cũng được. Hát để cho tất cả các bạn khán giả có thể gọi là tăng thêm một sự hứng thú tò mò để ra rạp xem. Đây thì cái người ca sĩ không có mặt ở đây là Ngô Kiến Huy. Tuy nhiên bắt diễn viên thì hát. Đâu, chị Maya cũng có những cái sản phẩm mà. Nhưng mà tự nhiên bắt chị hát đột xuất thì chị bị quýu. Hát một hai câu thôi. Hát một hai câu được một đoạn xíu thôi. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi các bạn nha, để xem mà chị Maya sẽ hát tặng cái gì dành cho các bạn. Và sau đây mình sẽ kết thúc chương trình. Hát gì rồi ta? Chị mình nói chuyện hay lắm mọi người, mà kêu tìm ra bài hát hay là tìm giờ không được cho mọi người. Chị mình áp lực nha mọi người. Áp lực nha mọi người ơi. Thôi hát bài lừa dối của Maya đi nhá. Thưa mọi người, chúng ta sẽ cùng đến bài lừa dối của chị Maya dành tặng cho các bạn. Nhưng thật sự là những gì mà nãy chị nói đến giờ là không lừa dối nha mọi người, là thật sự. Mọi người nhớ nha, mọi người phải tin những gì nãy giờ chị Maya nói. Mời chị. Ngày đó yêu anh còn bao mơ mộng, còn bao khát khao ngọt ngào. Ngày đó nếu em không níu kéo cuộc tình và lặng im để anh rời xa, thì bây giờ không đau khổ nhiều, không trách một người vô tâm. Thì bây giờ anh đâu hững hờ, bỏ mặc em giữa bơ vơ. Đừng nói thêm điều gì nữa, anh cứ bước ra đi vậy đi. Đừng hứa thêm điều gì nữa, vì em đã chẳng còn tin. Lừa dối, tất cả là lừa dối, tôi không thể yêu anh được nữa. Lừa dối, tất cả là lừa dối, từ nay hãy để tôi
tôi được bình yên. Wow, tuyệt vời. Chị ơi, chị đẹp với chị hát gì dễ thương vậy, ai đâu nỡ lừa dối chị ha. Dạ. Ồ, bị lừa hoài em ơi. Dạ, đó là món quà của chị bây giờ. Anh Hứa Bi Văn, món quà của anh là gì kìa? Không được, anh phải tặng một món quà mới được kết chương trình đó, chứ không không được kết đâu. Vai diễn Khoa trong phim Em Là Của Em vào ngày 8 tháng 1 này. Ok, thôi, anh Hứa Bi Văn đã từ chối khéo rồi. Bây giờ mình cũng không nên ép một người mà người ta không có sẵn sàng để mà hát. Tại vì anh đang sợ lên top 1 thảm họa. Anh mới vừa nói là mọi người, mình hiểu cho anh Hứa Bi Văn nha. Dạ, một lần nữa xin được cảm ơn Hứa Bi Văn, cảm ơn chị Maya rất là nhiều. Một buổi trò chuyện rất là nhiều niềm vui và thú vị đến với tất cả các bạn khán giả của Báo Thanh Niên. Hy vọng là sau buổi trò chuyện ngày hôm nay thì các bạn khán giả của chúng ta sẽ tiếp tục ủng hộ cho con đường sự nghiệp của chị Maya, anh Hứa Bi Văn và đặc biệt là dự án điện ảnh Em Là Của Em các bạn nha. Cảm ơn hai anh chị rất nhiều ạ. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi chương trình, và không gì hơn một năm mới Văn chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe, thật nhiều thành công và nhiều may mắn. Dạ. Yeah. Maya cũng vậy, Maya xin chào tất cả mọi người và xin chúc mọi người một năm mới thành công hơn nữa, may mắn và hạnh phúc nha. Và xin cảm ơn em rất là nhiều. Dạ, xin cảm ơn em chị. Và quý vị khán giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình của chúng ta cũng đã hết. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng với là Quang Huy và anh Hứa Vi Văn cũng như là chị Maya. Đến đây thì chúng tôi xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye, bye, bye. Lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.